Sợ lắm luôn, sợ lắm luôn á. Ta nói nhà ngươi biết, ta cốc sợ nhà ngươi á. Ta không sợ nhà ngươi, mà ta còn thu phục nhà ngươi nữa nè. Nghe vậy, nghe vậy, nghe. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Đi luôn, đi trốn đi đâu. Không có trốn được đâu. Cô ta dơi, cô ta dơi. Trời ơi là trời. Lý Thông, con không coi thằng Thạch sao nó có đến miếu trần hay không? Mà ở đây đùa giỡn với ai vậy hả? Mẹ, con đã thu phục được Trần Tinh rồi. Đâu? Trần Tinh đó nè mẹ. Tinh 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 tinh. Thì không? Thật mà. Bắt nó đem nó vô lãnh thổ. Dạ. Cô tài dây, cô tài dây. Người lớn xếp con nít. Ơ kìa, mẹ chứ anh đến miếu trần làm gì vậy? Đệ thêm đi. Không cần đến đệ nữa. Ta đã thu phục được Trần Tinh rồi. Trần đâu vậy? Đây nè. Tinh 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 tinh. Xem đây nè. Đó, đây không phải là Trần Tinh, mà là bé Út Trần, con của bác tài Tiều Phu. Mỗi khi bác ấy vào rừng đống củi, bé Út Trần phải giả dạng làm Trần để hù dọa mọi người xung quanh, để tránh đi cái sự ức hiếp của mọi người đó mẹ. Con không phải Trần Tinh, vậy là hai mẹ con mình. Chim rừng ngả liễu lâu. Phục được Trần Tinh rồi. Đón xem Sao Nó Ngôi phiên bản thiếu nhi phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 2.